Văn Hùng nó nói rằng đó là mẹ em bắt em lấy vợ theo ý bả, không muốn em làm trading, bắt em đi làm công ty tại em làm trading chưa ra tiền mà em có bất động sản Bất động sản kiếm ra, bất động 25 sản kiếm ra năm. 1 năm, làm sao để lấy vợ theo ý em anh Tài? Ôi là sao em Nó cũng chưa hả? theo em nghĩ là bạn đó hỏi là mẹ bạn đó là bắt lấy vợ theo ý người ý của Ý ý của mà bà, ý của má đó, nó muốn đó, Dạ. má nó muốn đó, nó lấy vợ theo ý của má đó, thì cái đó là cái chuyện đó bông, thì đó là nó ảnh hưởng cuộc đời của ai, xong rồi mình không thương nhỏ đó, mình lấy nó làm vợ làm gì? Cái đó là mình phải ngồi xuống mình nói chuyện với mà cha mẹ mình đó, xong mình hỏi đó bông, như anh đó, má của anh đó mà bắt anh đó cưới người vợ mà anh không muốn đi, thì anh sẽ hỏi má của anh đó là má muốn con có hạnh phúc không, má muốn con có vui vui vẻ không, má muốn con là cúc mà con đem vợ về đó con thương nó, hay là má muốn con đem vợ về đó cho má thương nó và xong con phải đi thương vợ khác, má muốn sao? Thấy không? Thì mấy câu hỏi mà em quan tâm đó, thì đó, mình ngồi xuống với cha mẹ mình đó, xong rồi đó, mình hỏi họ, phải không? Và như thí dụ như má của em đó, không muốn ngồi xuống nói chuyện với em đi, vụ vấn đề đi, thì đó, tại sao vậy? Tại sao đó, họ muốn mình đó, đi cưới cái người đó mình không muốn cưới, rồi xong rồi đó, mình muốn ngồi xuống nói chuyện với họ để trò chuyện đó, coi cái này có hay hay không đó, rồi xong rồi họ không muốn ngồi xuống nói chuyện với mình, thì cái ý định của họ đó không, là họ đâu có thiệt tình quan tâm cho mình, thì mình cưới làm gì? Thấy không? Tại vì em mà hỏi mấy câu hỏi đó ra, cái người mẹ của mình mà thiệt tình quan tâm cho cái hạnh phúc của mình đó, thì họ sẽ nói chuyện với mình. Thấy không? Đấy, cũng mà như anh hỏi không, rồi xong nó về con không thương nó, rồi xong má muốn nó làm gì vậy? Thí dụ như con cưới nó về rồi xong rồi con thương nhỏ khác là sao? Má muốn con làm sao vậy? Con mà muốn con ngoại tình không? Con ngoại tình gì đó, má có chấp nhận không? Má có dẫn con coi con á là thằng con tốt không? Má vẫn còn á, tôn trọng con không? Hay là má gầy la con, má chửi con? Đấy. Thì anh sẽ chia sẻ mấy câu hỏi đó với má của anh, phải không?